Quý cô bác tuổi mậu thân kính mến, Minh được tử vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may tới với mình. Và quý cô bác tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chỉ ra rằng đúng tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi mậu thân sẽ được các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân trợ lực sẽ đốn nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao và quý cô bác tuổi mậu thân vận trình sẽ như thế nào? Cụ thể chi tiết ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi lá số tử vi của mình nhé. Tổng quan tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, thuộc mệnh Thổ, đại trạch thổ, nghĩa là đất nhà lớn. Người tuổi Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận mọi sự được tốt đẹp hơn. Đến hậu vận được thành thơi, hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn. Tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người tuổi Mậu Thân có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi. Những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Người tuổi mậu thân, sinh năm 1968, đúng tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023 có nguyệt lệnh ất mão, cùng với các tinh thiên đức chiếu, mang đến vận trình nhiều thuận lợi. Tháng này, người tuổi mậu thân, gặt hái được thành tích gì đáng kể hay không, thì hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần quyết tâm, và sự cố gắng của bản mệnh. Các tinh trợ mệnh, giúp tinh thần của người tuổi mậu thân, hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào các công việc mới song vấn đề của tín chủ là không duy trì được phong độ dễ bỏ giờ giữa chừng về tình hình tài chính của người tuổi mậu thân trong tháng này nhìn chung vẫn có dấu hiệu khởi sắc nhưng để thu về được tài lộc như mong muốn thì mệnh chủ cần phải cố gắng quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn những người tuổi mậu thân làm kinh doanh buôn bán thì bản mệnh nên dứt khoát hơn trong các quyết định trần trừ sẽ dễ bỏ lỡ thời cơ vận trình tình cảm thì có tốt có xấu tháng 2 nhuận này bản mệnh có mối quan hệ xã giao hài hòa khá cởi mở Người độc thân thì cũng nhiệt tình hơn với bạn bè khác giới, song mệnh chủ nên chân thành với mọi người, đừng để mình rơi vào cảnh lắm mối tối nằm không. Đối với những người đã lập gia đình, cần phải chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, đừng để kẻ thứ ba trên chân phá hoại hạnh phúc mình đang có nhé. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi mậu thân, sinh năm 1968, trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi sự nghiệp Xem tử vi tháng 2 nhận năm quý mão 2023, người tuổi mậu thân có nguyệt lệnh lâm ất mão, và cắt tinh chiếu mệnh, điều này làm cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh, có những khó khăn nhất định, nhưng vẫn có nhiều khởi sắc. Trong tháng này bản mệnh tuổi mậu thân, đầu óc có phần mơ mộng, thích sáng tạo, sẵn sàng tìm con đường mới để thể hiện bản thân, không ngại bắt tay vào công việc mới tuy nhiên khuyết điểm của mệnh chủ lại là thiếu đi tính kiên trì cả thèm chóng chán khi được lãnh đạo giao cho công việc thì bản mệnh thường cảm thấy rất hào hứng thậm chí có thể thành người truyền cảm hứng dẫn dắt bạn bè đồng nghiệp xung quanh nhưng ngay sau đó thì mệnh chủ lại nhanh chóng cảm thấy chán nản muốn từ bỏ giữa chừng bản mệnh nên ý thức rằng đừng để hành động này của mình gây phản cảm và phiền phức cho mọi người xung quanh Muốn gặt hái được thành tích cao và đặc biệt nếu như muốn thăng tiến thì người tuổi Mậu Thân cần phải là một người có trách nhiệm hơn, việc của mình thì mình phải cố gắng hoàn thành đến cùng. Tháng 2 nhận này, người tuổi Mậu Thân còn được các cát tinh Thiên Đức tử vi, giải thần chiếu mệnh, điều đó có thể thấy bản mệnh không thiếu các cơ hội để gặt hái thành công. Xung quanh tín chủ cũng không thiếu bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo tốt sẵn sàng cho mệnh chủ lời khuyên và giúp đỡ tín chủ nếu như cần thiết. Vì thế, người tuổi mậu thân hãy luôn quyết tâm trong mọi việc, sự cố gắng của tín chủ ắt sẽ được ghi nhận, nếu như thực hiện thành công các nhiệm vụ, mệnh chủ sẽ nắm trong tay cơ hội để thăng quan tiến chức. Việc kinh doanh, buôn bán, dễ phát tài, phát lộc. Những tuổi hợp làm ăn đối với bản mệnh mậu thân trong sự nghiệp là tuổi kỷ dậu, quý sửu và ất dậu. Trong công việc, hay giao dịch, làm ăn, cộng tác với những người này, sẽ đem lại thành công lớn mọi chuyện, sẽ trở nên thuận lợi, suôn sẻ, nhiều may mắn, con đường thăng quan tiến chức được thuận lợi. Một điều quan trọng nữa là, người tuổi mậu thân được Phật bản mệnh là, Phật Đại Nhật Như Lai hộ mệnh. Phật Đại Nhật Như Lai là vị thần tượng trưng cho ánh sáng, và trí tuệ. Người tuổi mậu thân nên thỉnh, hoặc mang bên mình bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai. Ngài sẽ mang sức mạnh của ánh sáng và tri thức, giúp cho bạn vượt qua mọi khổ đau, bi ai trong cuộc sống, nắm bắt được những nét tinh hoa của vạn vật, dũng cảm tiến lên phía trước, để đến với chân trời của ánh sáng và niềm vui. Cũng như được quý nhân phù trợ, khiến cho sự nghiệp thành tựu, làm nên nghiệp lớn đeo hình tượng Phật Đại Nhật Như Lai, sẽ giúp bảo trợ cho tuổi mậu thân chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi mậu thân sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Những người tuổi mậu thân khi mang bên mình, bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến sự bình an, may mắn trong cuộc sống khi thỉnh Phật và hình tượng Phật bản mệnh, giúp bản thân tự liên hệ, tự hoàn thiện các phẩm chất nhân văn, sống hài hòa hơn mỗi ngày. Những quả phước thiện sẽ đè nén tất cả quả bất thiện khác, hoặc nếu quả xấu có hiện hành, thì cũng trở thành nhỏ, không đáng kể, không nguy hại. Hãy duy trì hành thiện, tránh ác, có thể thời điểm này bạn chưa được may mắn, nhưng nghiệp ác chắc chắn đã được giảm đi, và khi tích lũy đủ nhiều, thì hạnh phúc, bình an sẽ đến. Về phương diện tài lộc, Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy. Người tuổi Mậu Thân có tam hợp là Thân tí Thìn tạo nên mối quan hệ tương trợ lẫn nhau, Mậu Thân cũng kết hợp được thêm với tuổi Tỵ tạo nên nhị hợp sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và phúc khí trong cuộc sống. Trong tháng 2 nhuận này, việc đánh giá vận trình không có những bước tiến đáng kể nào cho người tuổi Mậu Thân, có lẽ là không đúng, chỉ trừ những người không có được sự quyết tâm hay là không có sự quyết đoán cần thiết. Đối với những người tuổi mậu thân làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có vẻ trần trừ, do dự, hay lo được lo mất vì thế mà tín chủ dễ chậm chân hơn so với đối thủ. Trong tháng được sao các tinh thiên đức trợ mệnh, giúp thúc đẩy vận trình, sẽ giúp cho người tuổi mậu thân, sớm lấy lại động lực và hăng hái trong công việc. Từ đó mọi công việc sẽ được tín chủ xử lý hài hòa, việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, cũng sẽ đem lại cho mệnh chủ không ít tiền về tay. Bản mệnh tuổi Mậu Thân chủ động, quyết tâm và sẵn sàng thử thách bản thân, xác định rằng sẽ có những khó khăn mà bản mệnh gặp phải trên con đường làm giàu, điều này sẽ giúp cho bạn nhận ra tiềm năng của bản thân. Tuy nhiên, với những người tuổi Mậu Thân mới bước vào một lĩnh vực mới, hoặc là có ý định mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh trong tháng này thì cần bình tĩnh và cân nhắc nhiều hơn. Mệnh chủ hãy trang bị đầy đủ cho mình vốn kiến thức cũng như nhân lực vật lực để sẵn sàng ứng biến với những biến cố có thể xảy ra đặc biệt, có kiến thức, kỹ năng, sẽ giúp cho bản mệnh thoát khỏi cảnh nhẹ dạ cả tin mà rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Đối với những người tuổi mậu thân làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân, thì chưa gặt hái được thành quả nào đáng chú ý. Công việc vẫn ổn định, chưa có được sự đột phá, nhưng cũng nhờ vậy mà bản mệnh có được nguồn thu ổn định, cơ hội được thưởng nóng, hoặc tăng lương không có nhiều. Bản mệnh tuổi mậu thân, cần phải nhắc nhở bản thân mình, kiên trì, quyết tâm hơn, khi thực hiện các nhiệm vụ. Các cát tinh là tử vi, giải thần, khuyên tín chủ tuổi mậu thân hãy cố gắng quyết tâm, nhiệt tình giúp đỡ người khác, sẽ giúp ích cho bản thân nhiều trong các việc đầu tư, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất. Hướng tốt trong tháng là, hướng Tây Bắc. Hướng xấu là, hướng Tây Nam, và hướng Đông Nam. Ngày cát hỷ là, ngày 21 tháng 2, và ngày 25 tháng 2 nhuận, âm lịch. Ngày xấu là, ngày 22 tháng 2, và ngày 23 tháng 2 nhuận, âm lịch. Về phương diện tình cảm, Bước sang tháng 2 nhuận năm Quý Mão này cho thấy, về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của tuổi Mậu Thân lại khá hài hòa. Tháng này, người tuổi Mậu Thân xây dựng được các mối quan hệ xã giao khá rộng rãi, với tính cách cởi mở, nhiệt tình, bản mệnh đi đâu cũng tạo dựng được thiện cảm với mọi người xung quanh. Về chuyện tình cảm, đối với những người Mậu Thân còn độc thân sẽ nhận được khá nhiều lời mời làm quen đến từ người khác giới. Tuy nhiên, mệnh chủ cần nhắc nhở bản thân mình, nên chân thành và nghiêm túc trong các mối quan hệ, chỉ khi bản mệnh chân thành với mọi người, thì người khác cũng sẽ chân thành với bạn. Đặc biệt, trong tháng này, người tuổi mậu thân cần tránh để mình vướng và nhiều mối quan hệ rắc rối, phức tạp. Một khi đã đến với ai, thì nên trung thủy với người đó, tránh đứng núi này trông núi nọ, gây tổn thương cho người. Đối với người đã lập gia đình, không ít đào hoa xấu xuất hiện, sẽ gây ra sóng gió cho hạnh phúc gia đình người tuổi mậu thân cần phải ý thức được rằng phải biết trân trọng gia đình của mình trân trọng hạnh phúc mà mình đang có chủ động giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh nếu như bản mệnh không nghiêm túc đúng đắn thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xe chân gây tổn thương cho người thân thiết đồng thời ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bản mệnh ngũ hành tương khắc cũng khiến cho các cặp vợ chồng đôi khi xảy ra mâu thuẫn va chạm với nhau bản mệnh không nên nghiêm trọng hóa vấn đề có gì không hài lòng thì nên bình tĩnh thẳng thắn chia sẻ để đôi bên cùng giải quyết nhé về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Bước sang tháng mới này, may mắn là sức khỏe của người tuổi Mậu Thân về cơ bản không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tháng này, bản mệnh vẫn duy trì được thể trạng ổn định, nhờ vậy mà bạn có sức lực đối diện với những khó khăn, thách thức xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, con giáp này sẽ khó tránh khỏi tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc không tiến triển như ý muốn. Những lúc như vậy, bạn nên trao đổi với mọi người nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Thân cũng nên gạt bỏ những suy nghĩ bi quan và tiêu cực. Bởi công việc dù khó khăn đến mấy thì cuối cùng cũng có cách giải quyết chỉ cần bạn có đủ quyết tâm kiên trì đến cùng. Ngoài ra, người tuổi Mậu Thân nên biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá lao lực, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý. Không nên để tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhé. Tháng này, việc đi lại của người tuổi Mậu Thân cũng nên cẩn thận, điểm báo gặp họa huyết quang. Các dạng tai nạn như té ngã cầu thang, tai nạn xe cộ, vận hành máy móc hay khi sử dụng các vật sắc nhọn đều có thể xảy ra, bản mệnh nên đặc biệt chú ý để tránh trường hợp xấu gây hại cho thân thể. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy những người tuổi mậu thân đang đi làm sẽ phải giải quyết rất nhiều công việc liên quan tới xử lý văn bản chỉ cần bạn cẩn thận và kiên nhẫn là xong việc sớm thêm vào đó người tuổi mậu thân tính cách thân thiện cởi mở vui tính nên sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh công việc gặp khó khăn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ và giải quyết nhanh chóng hơn đầu tháng đây được coi là thời điểm khá bận rộn và thường xuyên phải di chuyển đi lại để lo công việc của mình sao dịch mã chiếu mệnh, có thể phải đi xa để đích thân giải quyết các vấn đề, hoặc là đi công tác, không được báo trước, do có sự cố bất ngờ xảy ra. Thời gian này, khối lượng công việc không hề nhỏ, song nhìn theo hướng tích cực thì đó cũng là cơ hội không nhỏ để người tuổi mậu thân có thể chứng minh được năng lực của mình. Bản mệnh tuổi mậu thân càng sông sáo, càng chủ động, thì sẽ càng tạo được nhiều uy tín với mọi người, nhất là khi mệnh chủ nói được là làm được, và sẽ làm bằng hết sức mình. Vì vậy, người tuổi Mậu Thân ngoài làm tốt công việc của mình thì cần phải đề cao cảnh giác với những kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng cơ hội bày trò hãm hại, đôi khi bản mệnh quá cả tin, đó chính là kẻ hở để kẻ xấu lợi dụng. Người tuổi Mậu Thân chính là một trong những con giáp được gọi tên trong danh sách con giáp phát tài trong đầu tháng 2 nhuận này. Thậm chí, nhiều khi chẳng cần phải lo lắng làm thế nào để kiếm tiền mà cơ may tài lộc cứ thế kéo tới. Theo đó, đối với những người làm công ăn lương, nhận được phần thưởng xứng đáng về công sức đã bỏ ra. Đối với người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, nhờ sự nhanh nhẹn với thị trường cũng có được những mối làm ăn tốt, nhờ thế mà mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. Trong khoảng thời gian này, người tuổi mậu thân nên tranh thủ xây dựng và triển khai các kế hoạch, đừng quên tính tới rủi ro có thể gặp phải, để luôn chủ động trong mọi tình huống. Trong sự nghiệp vào 10 ngày giữa tháng 2 nhuận, tuy công việc tương đối là bận rộn, bản mệnh sẽ hiểu nếu như cứ tập trung làm việc tốt thì bản thân cũng sẽ không phải va chạm vào những khó khăn quá nhiều sao thái dương hậu thuẫn người tuổi mậu thân sẽ đón nhận những thuận lợi trong sự nghiệp khi mà bản mệnh dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra trong thời gian này tiền bỏ túi đáng kể nhưng nếu không có kế hoạch quản lý hợp lý thì tài lộc sẽ thất thoát nhanh chóng bản mệnh tuổi mậu thân cần tập cho mình thói quen lên kế hoạch chi tiêu chi tiết và cụ thể để tránh việc thất thoát tiền bạc chi tiền vào những thứ không thực sự cần thiết Thời gian giữa tháng cũng bởi quá bận rộn nên sức khỏe của người tuổi Mậu Thân dễ bị suy giảm do lịch trình làm việc dày đặc ăn uống thất thường. Khoảng thời gian cuối tuần rảnh rỗi, bản mệnh nên chú ý điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt khoa học hơn cũng như bồi bổ thêm cho bản thân để có năng lượng tiếp tục làm việc. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu nâu, màu xanh. Con số phát tài là số 12, số 78 và số 46. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023. Tử vi cho thấy, người tuổi mậu thân đã có công việc sẽ bước vào giai đoạn thăng tiến. Về công danh, sự nghiệp, nhờ có sự che chở của các tinh, thiên đức hậu thuẫn, thúc đẩy vận trình công việc, những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở. Những nỗ lực mà bản mệnh đã trải qua, thì đây là cơ hội để bản mệnh gặt hái được những thành công cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi mậu thân càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn, mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn tín chủ đi đúng đường, đúng hướng. Về tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, không đến mức túng thiếu, nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang, bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp, để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng. Đường tình duyên hầu như chưa có điểm sáng, người tuổi mậu thân không có nhiều cảm xúc mãnh liệt trong cuối tháng này. Tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng gì xấu, nhưng cũng có thể sẽ khiến cho người ấy cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của tín chủ. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu tím. Con số phát tài là số 18, số 25 và số 32. Vâng, quý vị thân mến Vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết của ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại